KFC không calo, thêm chanh, thêm đã. Ráp Việt có Lay's, cuốn ơi là cuốn. Mobifone 5G, tốc độ nâng tầm trải nghiệm. Ráp Việt 2024, 20 giờ thứ bảy hàng tuần, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng Vion. Sau 4 tập phát sóng đầy bùng nổ, với sự xuất hiện của dàn thí sinh thực lực, đội hình của các huấn luyện viên đang dần hoàn thiện. Huấn luyện viên Suboy chắc chắn sẽ phải tăng tốc để thu nạp đủ 3 chiến binh còn lại cho đội hình của mình. Liệu cục diện trận đấu có bị xoay chuyển tại chặng đua cuối cùng của vòng chinh phục? Rapstar nào sẽ xuất hiện và khuấy đảo sân khấu Rap Việt 2024? Cùng bắt đầu tập 5 ngay bây giờ! Chúng ta xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang trở lại với Rap Việt 2024. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty V Channel thuộc Đất Việt VAC Group Holdings thực hiện, được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel và siêu ứng dụng giải trí Vion. Quý vị và các bạn hãy tải ngay Vion về để xem chương trình Rap Việt 2024. Vion là siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, thể thao và truyền hình. Chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình năm nay, đó là Pepsi không calo, thêm chanh thêm đã. Xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Lay's, snack khoai tây số 1 thế giới. Rap Việt có Lay's, cuốn ơi là cuốn. Và chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị đồng hành chính thức Mobifone 5G, tốc độ nâng tầm trải nghiệm. Và xin được cảm ơn Wanna Music Việt Nam, đơn vị đã tài trợ thu âm và phân phối độc quyền bản ghi Rap Việt. Đi là một người giỏi về chuyên môn thì em nghĩ sao về dàn thí sinh năm nay? Em thấy mọi người hay quan tâm và hỏi liệu năm nay có còn thí sinh không? Các bạn thí sinh đã đủ lớn để mà đi thi những cái lứa tiếp theo chưa? Khi mà nghe những câu hỏi đấy thì ekip chương trình hay là em đi casting trực tiếp thì mới biết được là thực ra ấy, các bạn ngày hôm nay không hẳn là những rapper mới. Các bạn ấy trau dồi rất là nhiều năm để mà có mặt ở trên sân khấu này. Ngoài kia bây giờ vẫn còn rất là nhiều bạn giỏi đang luyện tập hết mình để có thể đứng trên sân khấu Rap Việt. Làm rất là nhiều những cái nhạc hay cho các bạn. Yeah, thank you em. And hello you guys, hotel lobby. We have been shooting for the whole day long. So did you enjoy the show? Cho anh nghĩ các thí sinh năm nay là super cháy, super đã, super cuốn. Yo, judges, coaches, audience, we've started to get this party started. Let's get it going, let's go! Yeah, thanks for your support. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cháy chứ nhỉ? Đúng không? Còn sức không? Còn sức không? Còn sức không? Sẵn sàng cháy được chưa? Thí sinh tiếp theo máu nha! Vỗ tay, xin mời! Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Thúy Quỳnh. Rap name của mình là Queen B. Mình đến với rap khá là sớm, mình được nghe nhạc rap từ những cái ngày mà mình còn đang học cấp 1. Nhưng mà phải đến khi mà mình 18 tuổi thì mình mới bắt đầu chơi rap thực sự. Sau đấy là mình đã nghỉ rap cũng cỡ là 4 năm rồi. Thì mình tìm được một con đường khác, rồi dòng đời đưa đẩy mình sẽ lại rap lại. Tằng tằng đi chậm một chút, nhưng mà đến năm nay thì mình bắt đầu làm EP của bản thân. Và sau đấy là mình quyết định đi casting Rap Việt. Lần này đến với Rap Việt, mong là mọi người sẽ ủng hộ mình nhé. Em xin chào anh Trấn Thành, em chào ba vị ban giám khảo cùng bốn vị huấn luyện viên cùng tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Chào em. Hôm nay cố gắng giành lấy cơ hội của mình nhé. Dạ. Ok, mời em. Rồi thời gian sẽ khiến em nhận ra chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà thôi. Bởi vì chúng mình vẫn còn trẻ, nên cái gì vui vẻ là chúng mình phải ưu tiên. Nên cái gì vui vẻ là chúng mình phải ưu tiên. Nên cái gì vui vẻ là chúng mình phải ưu tiên. Bởi vì chúng mình vẫn còn trẻ, nên cái gì vui vẻ là chúng mình phải ưu tiên. Nên cái gì vui vẻ là chúng mình phải ưu tiên. Nên cái gì vui vẻ là chúng mình phải ưu tiên. Sau cơn mưa, bầu trời lại sáng, người nằm xứng đáng. Tìm mình welcome. Yeah. Mẹ anh sẽ tính toán rồi hết những chuyên văn, chị em mình say bye. Hết quan tâm, hơi đâu mà suy để chị bé sẽ to. Tự tin mình là queen đó nhất thật nghệ kính nhở. Cơn sinh không có chứng minh mình ế, mà chỉ cần thông báo là mình vẫn còn đang sinh. Thấy bad boy thì nhớ nay, cả mấy bé sinh thành mấy bé suy. Không cho lệ xấu anh quen mi, không có bé yêu còn có bestie. Bad and bougie, mad and beauty, nhớ rằng xấu tính thì trả giấy. Kể cả khi người ta thấy mình yêu nhưng không trân trọng là người ta thiếu mình ngay. Việc của mình là sinh để thỏa dám và khỏe.
mất một khi mà nghe cơ. Bởi vì chúng mình vẫn còn trẻ nên cái gì vui vẻ là chúng mình phải ưu tiên. Nên cái gì vui vẻ là chúng mình phải ưu tiên. Nên cái gì vui vẻ là chúng mình phải ưu tiên. Bởi vì chúng mình vẫn còn trẻ nên cái gì vui vẻ là chúng mình phải ưu tiên. Nên cái gì vui vẻ là chúng mình phải ưu tiên. Nên cái gì vui vẻ là chúng mình phải ưu tiên. Ok là chưa lại mascara các em bỏ trôi để chờ bỏ gặp bao hoa. Không yêu tử tế thì hãy chịu xa giá, chị em mình xứng đáng với tình yêu và quà. Cần mọi style vừa chất vừa cute, khi em bé buồn thì đã có chị yêu. Sẽ có nhiều khi mà tôi không được như ý, nếu mà bị nhân không để gì phung phí. Vô tư hồn nhân nhưng không nên thương ngây dại, bảo vệ trái tim không để cho ai gây hại. Nên nhớ tình yêu em không như là vì sóng, số người quay đi quay lại. Im lặng một tí thì chưa chắc đã mất nhau, nhưng để em im lặng chắc chắn chẳng mất hết. Trước khi gặp hoàng tử anh cũng hơi nhầm về con ếch. Ai sợ yêu đi về không sợ thì phong cách. To all my beautiful ladies out there, you know what it is, and it is what it is. Y'all better wiped up your tears and set the whole thing on fire up. Let's go. Cái gì vui vẻ mình ưu tiên, bởi vì mình còn trẻ. Cái gì vui vẻ mình ưu tiên, bởi vì mình còn trẻ. Cái gì vui vẻ mình ưu tiên, bởi vì mình còn trẻ. Cái gì vui vẻ mình ưu tiên. Give it up for Queen B. It's Queen B. Wow. What do you think, Kev? ผมชอบสไตล์ที่เขาแบบเขาแรปกับบีทเจอร์ซีย์สไตล์ครับมันแข็งแรงมากแล้วก็โดยเฉพาะตอนที่มันทวิสต์ออกมาตอนจบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทั้งแข็งแรงและมันเท่มากครับ What about you and Thai? I love the flow em. Cái flow em có nhiều energy. Nhưng mà cái bài này I feel like em hát hay, em rap hay. Nhưng mà nó chưa cái chắc. Like it kind of flow even, but I wanted to punch more. Just try to chill with y'all, not punch y'all, you know what I'm saying? And other than that, everything is good, em. Okay, I will. No, anh biết em làm được, so cái giọng hai á, em sẽ punch chân. Okay. Có một cái kỷ niệm của anh với em đã từng bắt tay nhau. Hả? Từ hồi Lady Killer á. Thật á? Yeah. Em là fan của Lady Killer từ lớp 2. Ooh. Một trong những bài nhạc của anh đưa em lớn là 3.14. Wow. Cảm ơn em. She never know. Nghĩa là anh em già rồi đấy. Đúng rồi không? Thỉnh thoảng vẫn có những bạn trẻ nói là ngày xưa em nghe nhạc anh suốt. Cảm ơn các em đã làm một cái phần ủng hộ bọn anh trong cái bước đường đấy. Để ngày hôm nay bọn em đứng ở trên này kia, bọn em vẫn tự tin nói là bọn em đã từng được truyền cảm hứng từ những cái âm nhạc của bọn anh. Yeah. Rất là hạnh phúc với cái điều này. Bây giờ là lúc tranh giành ạ. Chúng tôi thấy là Suboy đạp rất là sớm luôn. Xin mời Suboy. Vi ơi, mình là có rất là nhiều điểm tương đồng đúng không? Đều là người con của đất nước chữ S. Mình tên là Su và bạn cũng rap được 9 năm rồi, coi như là cũng rất là đồng lứa. Ở đây thì có S rồi thì bên kia có Queen B thì nó mới hợp vô chứ đúng không? Yes sir, yes ma'am. Vi Ray có đồng ý vậy không? Em thì em thấy đúng là bạn rất là phù hợp với lại cái cá tính của chị Suboy. Nhưng mà em nghĩ là cái mà anh Thái đang tìm ở bạn là một cái flow nó dị hơn. Và một cái lyrics nó punchy hơn. Cũng có thể em mang được một cái gì đó hay ho cho bạn ấy. Em cảm ơn anh Mirai. Thật ra cá nhân anh thấy là em đủ rồi. Những gì mọi người nói đừng quan tâm. Em cảm ơn anh Karik rất là nhiều. Thật ra là anh không biết là anh có handle được em không, nhưng mà anh nghĩ là anh phải đạp chọn để thể hiện cái tinh thần của anh dành cho em. Tại vì nó không anh thấy sai lương tâm mình quá. Em cảm ơn anh Karik rất là nhiều. Nghe mát ruột mát dạ. Y như ai gấp cục nước đá bỏ bụng mình vậy đó. Trời ơi mát dạ dễ sợ. Dạ mời anh thịt khô hộp vịt. Thật ra là anh nghĩ là em rất là đủ rồi. Mấy người khác nói gì em đừng có quan tâm. Thật ra là anh nghĩ là em rất là đủ rồi. Mấy người khác nói gì em đừng có quan tâm. Nữa. Anh dính vào cái thông điệp mà em đưa ra. Bởi vì mình còn trẻ
nên là cái gì vui vẻ thì mình quan tâm, thế thôi thì mình ưu tiên nữa. Đó, lyric của người ta còn không thuộc, rất là thẳng trực diện luôn. Em cho tất cả mọi người ở đây một cú tỉnh táo, rất là cảm ơn em về cái năng lượng. Yeah yeah yeah. Em cảm ơn em biết rất là nhiều ạ. Anh rất là thích cái năng lượng mà em deliver ra, là bởi vì cũng không phải có nhiều bạn rapper nữ mà có cái cảm giác như thế này. Em có thần tượng ai không, hay là em có được inspire bởi ai không? Em khá là thích nghe nhạc của các rapper nữ bên Mỹ, ví dụ như là Megan Thee Stallion, Nicki Minaj hay là Cardi B. That's what I get. Chúng tôi cần những cái vibe giống như em. Ok, và bây giờ hãy xem là các bạn bình chọn cho bạn ấy bao nhiêu nhé. Hoàn toàn xứng đáng ạ. Xin mời bạn giám khảo. I feel that has the best experience để giúp em lên cái next level á. Sue Boy. Bạn đã về với team Sue Boy. Xin được chúc mừng cho Sue Boy đã nhận thêm một thành viên nữ. Mạnh đấy. Chị Sue chính là sự lựa chọn đầu tiên của mình, và mình rất là vui khi mà ban giám khảo đã quyết định đưa cho mình về với các chị Sue. Thank you rất là nhiều. Xem Mật Ngọt Cấm Kỵ phát sóng độc quyền trên Vion. Quý vị và các bạn đang trở lại với Rap Việt. Vâng, tình huống vừa rồi đã làm cho không khí của trường quay trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, bây giờ để trở lại với không khí của Rap Việt, chúng tôi xin mời quý vị relax một tí đi gặp gỡ thí sinh tiếp theo. Xin mời. What's up mọi người? Mình là Lương Toàn Phát, rap name của mình là YP và mình đã có mặt tại Rap Việt 2024 rồi đây. Hiện tại thì mình đang sở hữu một kênh YouTube với tận 24 người đăng ký. Thì mình mong rằng là sau mỗi vòng sẽ có khoảng 100.000 người đăng ký và nhiều người yêu quý mình hơn. Lần đầu tiên mình được nghe nhạc rap, thứ âm nhạc đấy tự nhiên nó văng vẳng đầu mình. Lúc đó thì mình cảm thấy bắt đầu thích nó và mình bắt đầu với con đường âm nhạc rap từ đó. Tại sân khấu Rap Việt 2024 chính là cái thời điểm mà mình vượt qua mọi cái rào cản của mình, tự tin phá bỏ cái vùng an toàn, và mình muốn mang cái chất nhạc của mình lan tỏa đến với mọi người. Vậy nên là các homie đã sẵn sàng chứ nhở? Mọi người hãy ủng hộ cho YP thật nhiều tại Rap Việt 2024 nhá. Let's go. Be your YP, just do it baby. So beautiful. Chìm đắm sắc quá không đẹp được như em. So beautiful. Cho thể nói hết những câu yêu thương trong lòng, nói những câu chân thành và mong mơ. Yo girl, lose the fire with a perfect heart. Baby boo, is it never make a perfect love. Nếu em thích anh và em ta có thể thành đôi. Như chiếc tiên hay trong lại để ta chạm bờ môi. Get me close babe, cho anh xem trong ánh mắt dù biết là bao đêm. Cảm nhận giây phút đến giờ sau này. Gọi anh kẻ may mắn để ưng người như em. Anh đã trao con tim của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Baby em đã khiến cho thành phố nhiệm màu thêm. Nơi vạn sắc anh đen không một nụ cười em. Cho anh một khoảnh khắc mà anh không thể nào quên. Em không thích một tình yêu được xiềng xích, nên là ngay lại anh nói xong mà em hoài nghi. Baby my love, nếu như anh là bố bự cưng em như là em bé, gọi là em mini. Đêm rồi cùng đêm nhà, cô đơn hơn càng nhiều thêm nhà. Những nốt nhạc này vang lên từ con tim luôn tìm về em nhà. Ngắm nhìn thật lâu và ôm em từ đằng sau, và cho anh xin được bên em mãi mãi, nơi mà chúng ta chìm trong mê đắm. Khi anh bỗng thấy em cười ở nơi cô đơn lang thang giữa phố không người. Trong giấc mơ, trong giấc mơ, trong giấc mơ không. Let's go. Anh không muốn lặng im, cho nó anh bây giờ chỉ còn
nay chỉ cần mỗi mình em. Em yêu đang muốn gần anh, sao con tim của anh chỉ muốn đinh bóng quẩn quanh. Em yêu ai đến gần đây, sẽ luôn bên em và nắm chặt tay. Chìm trong mê đắm khi anh bỗng thấy em cười. Ở đời tôi đã lang thang giữa phố không người. Trong giấc mơ, trong giấc mơ, trong giấc mơ. Không muốn đừng nhìn anh như thế. Tim anh sợ cháy lên rồi. Vì em bao nhiêu câu yêu này sẽ đến ngồi. Chính em là perfection, perfection. And it's YP. Và ca sĩ khách mời Captain. Cảm ơn em. Chúng ta có một chọn từ Superboy. Xin chúc mừng em. Khán giả hãy bình chọn nào. Em cho anh biết là cái thông điệp em muốn mang đến trong cái vòng thi này của em là gì? Bài hát này thì em muốn viết về cái nhìn đầu tiên khi mà mình nhìn thấy một người anh mà mình cảm thấy ui thôi chết rồi, mình say mất rồi, mình không biết rằng nó đến từ đâu. Nhưng khi mà mình nhìn thấy ánh mắt của một người phụ nữ đấy và mình cảm ui trái tim mình tan chảy rồi, bị suy ấy, đúng không? Đây là tình yêu sét đánh đấy. Thế yêu chưa? Em hiện tại thì vẫn đang lâu. Nhưng mà trước đấy yêu nhiều chưa? Không nhiều. À thế thằng nào bây giờ nhìn ai cũng sét đánh chết thật. Em mà yêu nhiều là em không còn xét đánh nữa đâu. Đấy, trước tiên chúng ta hãy xem bình chọn của bạn. Trên 50%. Vâng, vẫn là hợp lệ. Su ơi, dạ. Su thích điều gì ở tiết mục vừa rồi? Đầu tiên chị thấy với cái màu sắc này, ở bên team của chị đang có hai bạn nữ rất là tuyệt vời. Và mình có thể có những cái điều sẽ gây bất ngờ cho những cái vòng sau. Và Su thích cái cách mà em hòa trộn giữa melody rất là có chừng mực. Và Su thích cái bộ màu hôm nay. So cảm ơn chị. Bạn này rất là đáng yêu, rất là chân thật. Su năm nay em thấy có vẻ rất là tính toán về cái giao diện âm nhạc viral. Su có ván cờ của Su. Yeah. F-Hero, what do you think about him? ผมคิดว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มที่เท่มากนะครับแล้วก็ผมชอบสไตล์ R&B ของเขามากเลยครับในฮุกแรกผมได้ยินเหมือนแบบว่าแรงเขาไม่มีทีแรกผมก็คิดว่าโอ้ตายละแต่ดีที่เขาเรียกแรงเขากลับมาแล้วทำให้ไดนามิกมันดีจนจบโชว์ Thank you F Nhưng mà anh cũng mong là những cái vòng sau em sẽ bộc phát được nhiều những thứ liên quan đến rap hơn. Anh tin là Su sẽ cho em những cái góc nhìn để em có thể hoàn thiện hơn về cái phần đấy. Xin cảm ơn T. Tôi thấy là Carrick á, bây giờ giống như là Big Dick Boy vậy đó ha. Ăn snack like cuốn ơi là cuốn. Rất là enjoy, như đang đi xem phim vậy rồi. Chill. Em chill quá vậy? Dạ chill, anh bài lúc em cũng chill nữa. You like him? Thật ra em thích tiết mục vừa rồi. Anh thích bài vừa rồi của em. Nhưng anh có những cái routine riêng của anh. Đối với anh như đó nó chưa đủ với lại những cái kỳ vọng của anh. Kỳ vọng nó cao hơn. Ok. Có thể là em không may là em đang xếp ở đằng sau rất là nhiều người trong cái plan của anh đã chuẩn bị sẵn. Superboy sẽ làm cho em nghĩ khác ở vòng sau. Đúng không? Sure. Chúc mừng em về với team Superboy. Xin chào tất cả mọi người, mình là YP. Mình vừa hoàn thành vòng chinh phục hiện tại thì mình cảm thấy rất là vui và rất là hài lòng. Mọi người hãy chờ đợi hành trình của YP và team của chị Superboy. Yes sir. Mở Vion xem phim và show hình thành nhất. Đăng ký Vion VIP để xem show không quảng cáo, chất lượng 4K. Thí sinh nữ tiếp theo là một thí sinh đi đến đâu là mang dòng bạo đến đó.
Cô đến đây để shout out cho Hải Phòng. Lần đầu tiên cho em xin chào anh Trấn Thành, ba vị ban giám khảo, bốn vị huấn luyện viên và tất cả khán giả đang có mặt trong trường quay cũng như là trên truyền hình ạ. Chào em. Chào anh ạ. Em giới thiệu về mình đi, cô gái dòng bão. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thùy Dung, rap name của mình là Dami. Từ khi mình còn rất là nhỏ, được tham gia nghệ thuật tại Hải Phòng. May mắn khi mà bố mẹ đều là những người rất là ủng hộ và muốn nuôi dưỡng cái niềm đam mê nghệ thuật ở trong mình. Mọi thứ đang rất tuyệt vời, bỗng nhiên một ngày bố ra đi. Bố mất vì đột quỵ, điều đấy là một cái điều hơi sốc cho mẹ. Mẹ mất khoảng 2-3 năm để vững lại cái tinh thần đấy. Mình vẫn quyết định là tiếp tục đi tập luyện, tiếp tục làm những cái mà mình vẫn làm dù không có mẹ ở bên. Lúc đầu thì mình viết nhạc ballad, cảm giác nó không thể thể hiện hết ra những khía cạnh khác ngoài những câu chuyện tình yêu. Hip hop khiến mình làm được điều đấy, nói ra được những cái góc nhìn của mình về xã hội, về những điều xung quanh. Từ lúc đấy mình quyết định là ok, làm rapper thôi. Đối với mình ở trong rap thì mình nghĩ là cứ đúng bản chất của mình mà chơi thôi. Sẵn sàng thể hiện bất kỳ cái cảm xúc nào của mình khi mà mình rap. Từng cái bài hát có thể là câu chuyện mà mình trải qua, cũng có thể là những câu chuyện mà những người bên cạnh mình trải qua. Đến với vòng này của Rap Việt thì mình đã mang đến một bài hát là Dông Bão. Mình muốn nói lên cái hành trình của Danmi cũng như là cái sức mạnh của Danmi khi mà bước đi như thế nào. Mong là mọi người hãy đón chờ bài hát này nhé. Để coi hôm nay em có mang Bão tới Rap Việt không nhé. Mời em. Dạ. Đi sẽ gục ngã, hãy cứ để cho thời gian trả lời nha. How? Hãy cứ
Xin chúc mừng Grammy với 3 sự lựa chọn. Và xin được cảm ơn ca sĩ khách mời Lâm Bảo Ngọc. Mời bình chọn. Vẫn hợp lệ. Trước tiên là xin được chúc mừng em. Cảm ơn ạ. Đúng là nhỏ xíu mà hát như vũ bão nha. Em chơi rap bao lâu rồi? Em chơi rap được hơn 1 năm ạ. Vì sao em lại biết đến rap trễ vậy? Em đến nghệ thuật từ rất nhỏ. Em đi hát và đi múa ballet. Sau này đến khi học lớp 11 thì em biết đến hip hop. Và em đi tập hip hop trong một thời gian dài. May mắn được gặp những người anh em tốt và dẫn dắt em đi đến rap như ngày hôm nay. Em được 3 sự lựa chọn. Trước tiên anh sẽ hỏi ý kiến của các vị giám khảo trước. So F, ผมว่าจุดแข็งของคุณคือการเพอร์ฟอร์มครับเมื่อกี้คุณเพอร์ฟอร์มได้เจ๋งมากๆเลยครับจึงไม่แปลกใจว่าที่เคยเรียนเต้นมาก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ทั้งเสียงร้องก็มีพลังแล้วก็เวลาเต้นก็ดูมีเสน่ห์มากครับเพราะแรปมันคือการเดลิเวอร์ออกไปนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณได้ร่ำเรียนมาในการเต้นและร้องมันจึงส่งผลอย่างมากในกับภาษาแรปที่คุณส่งไปถึงทุกๆคนได้ครับผมเชื่อว่าเมื่อกี้ทุกคนรู้สึกอย่างที่คุณแรปเจ๋งมากๆเลยครับขอบคุณมากครับ Thank you F.Anh Thái sao anh Thái? Cái ngày casting anh thấy em á, em lên casting cháy cái whole stage lên. Anh thấy em tự tin quá trời, you know what I'm saying? And anh vui cho em tại bây giờ em có 3 huấn luyện viên chọn em để em qua vòng 2. Nhưng mà cái bài này á, I feel là không có mạnh nhất của em. So I'm happy to see what's next on the next round, what you could do. Thank you. Xin cảm ơn anh Thái Việt Trì và sẽ hỏi đầu tiên đi Suboy. Đầu tiên là Suboy thấy cái sự tự tin của bạn. Nhưng mà Su nghĩ là mọi người vẫn chưa thấy là bạn có một cái tố chất ngôi sao. Năm nay Suboy đến với Rap Việt cùng với một cái sự chuẩn bị rất là khác với những năm trước. Đó là mình có producer Pixel Neko. Bạn ấy là một người từ gốc nhạc pop rất là chắc. Và hiện tại bạn ấy đang thể nghiệm ra rất là nhiều cái dòng nhạc khác. Nếu như mà bạn về với đội của Suboy thì Suboy rất là mong được cho các anh ở đây có thể chiêm ngưỡng những vẻ đẹp khác của bạn. Vậy hả? Are you sure? I'm sure. Cũng có một cái sắp xua với em. Đó, bởi vậy đâu có được. Anh thấy không? Khó khăn. Khó quá. Để có tiền khó quá. Cái dòng này là cái dòng không có bạn gái lâu nè. Rồi, ok rồi. Đứng đây. Hả? Ông quên. Không nói. Không làm gì hết. Su ơi, em tạm thời không nói được. Đeo đàng hoàng lại cho đẹp nè. Đó, ok. Ê, dạ. Em không cam tâm. Mày biết sao em chọn nè? Bài thi của Danmi thì em thấy bạn ý có một cái năng lượng rất là chuyên nghiệp. Từ rap cho tới giai điệu của bạn ý, các bạn đều làm rất là trôi chảy. Mặc dù là bạn nhảy nhưng mà cái giọng của bạn ấy vẫn là rất là chắc. Và anh rất là hy vọng là Danmi sẽ về với đội của anh. Danmi ạ. Danmi ừ. Đọc một lộn tên nữa thì đừng mong người ta về với mình. Đó. Đúng không mọi người? Tôi thấy hình như đây là gu của Karit. Gu của Karit thì phải. Karit vừa đọc đúng tên, vừa dặn dẹo biết daddy, mà vừa khóa chìa khóa cái Suboy nữa. Quá bất ổn rồi. B-Ray, tại sao một cô bé bảo tố như vậy em không chọn? Thưa anh Thành, tại vì em cảm thấy là bạn hợp với anh Karit ạ. Tại vì vừa mới lên là bạn giới thiệu cho mọi người là bạn trốn bão như thế nào mà. Ghê quá ha. Chơi chữ nữa chứ. Tên bão cái nói là em trốn bão. Em trốn bão nhưng mà em có ghét bão không? Không á, em là dông bão á. Đâm em đi đâu cùng vào à. Bão đúng không? Đấy. Quan trọng người ta có nhận ra hay không thôi ạ. Xin mời Just Tati sẽ đại diện cho bà giám khảo quyết định. Với em ấy, cái khả năng trình diễn nó là sở trường. Nhưng mà song song là anh muốn lưu ý. Thứ nhất là bố cục bài hát. Thứ hai, lyrics.
cực kỳ chú trọng đến những cái đấy cho anh. Em vẫn còn đang giữ rất là nhiều những thứ mà chưa đem ra dùng trong vòng này. Anh tin là em cần những cái sự dìu dắt để đảm bảo được hai cái thứ kia nó được song hành với cái khả năng trình diễn của em. Bích có cái sự phóng khoáng của Bích, Garrick có cái sự không bình thường của Garrick. Alo, giờ là khen nghe chưa? Nghĩ sao nghĩ. Anh tin là Garrick sẽ phải chứng minh thêm một lần nữa với Suboy sau cái lần mà đã thách thức anh Thành. Và lần này thì Garrick là người anh sẽ đưa em về để chứng minh những cái điều đó. Chúc mừng em về với team Garrick. Em cảm ơn ạ. Đam Mỹ đã có được 3 chọn tại Rap Việt 2024. Đam Mỹ in Paris sẽ vào đội của anh Garrick. Anh Garrick ơi, em đến với đội của anh đây. Các bạn thân mến, và đây là thí sinh tiếp theo. Ayo, đây là Hoàng Lê Bổng Minh và rap name của mình là Cool Kid. Mình đến từ DJ House. Mình đang có mặt tại Rap Việt 2024. Yes sir. Lý do mình đặt tên là Cool Kid là bởi vì mình luôn muốn giữ được cái sự trong sáng và cái dung cảm âm nhạc như những ngày đầu mình yêu nó, yêu theo cách một đứa trẻ luôn luôn như thế. Mình được lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, có ông nội của mình là giáo viên dạy piano trong trường học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, có ba của mình là diễn viên trong nhà hát tuồng và bố mình cũng là một nhạc công. Điều mình tự tin là mình có một nền tảng cơ bản nhạc khá là vững. Mình đã từng quấn lấy bao im sao bây giờ đây chỉ còn áo giang. Từng cuộc gọi nhớ thì ta anh thêm chuyện mưa. Tại sao anh cố chấp yêu em chứ không phải là một cô gái khác. Em tìm được niềm vui mới anh thì chưa. Để nói về DJ House thì sao ta? DJ House không chỉ là một nhóm làm nhạc. Đấy là một gia đình của mình. Đa phần những thành viên của DJ House đều là học sinh của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hết. Và năm trước đã có một thành viên của nhóm mình rất là thành công, tạo được một tiếng vang rất là lớn ở rap Việt. Anh Rider vừa là người anh, vừa là một người cộng sự, cũng vừa là một thần tượng của mình nữa. Năm nay mình cũng không có ý định để thu hút thần tượng của mình lắm. Anh Rider ơi, này anh ơi, đợi em tí nhá. Lại là DJ House, Cookie Nail Slip. Ayo, xin chào Rap Việt 2024. What's up? Lại là... Ây da. Chào em. Thưa quý vị, có một nhân vật đặc biệt đột nhập vào khán phòng. Và đó là Ryder. Em là gì mà Ryder đi cổ vũ cho em vậy? Dạ, em là một thành viên trong gia đình với anh Ryder ạ. Lần đầu tiên cho em xin lời chào đến anh Thành, cũng là ba vị ban giám khảo, cũng như là bốn vị huấn luyện viên và tất cả khán giả đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Dạ rồi, em đến đây em chủ yếu là cổ vũ tinh thần cho Cookie thôi. Ok, ủng hộ ha. Lần này anh hy vọng là một người bạn đã từng có bài hát Hào Quang sẽ mang đến Hào Quang cho em. Yes sir. Lại là DJ House. Lại là DJ Boy. Có kia never sleep. Về notion sai quen dù còn xóa hình của em trong my phone. Gửi lời của anh quận hai Sài Gòn. Không thể nào quên bởi vì trái tim này còn xin thêm và viết đây khi cây bút này mòn. Em chính là nắng trong ôi mái song. Thu nhỏ cái tôi, học cách hài lòng. Từng là tương lai giờ ta trở thành bài học của nhau. Sai lầm và sai lầm mình sai lần. Tay em giờ đưa cho một ai cầm. Mong cho anh ta không vô tâm. Làm mi em vô hơn chỉ không khóc thêm một hai lần. Khâu lại con tim trong vài tháng tới. Về lại Việt Nam nhưng mà bằng màu xám khói. Về nơi xa xôi nơi mà anh muốn chạm tới hành trình mới. Và xa lòng rồi anh biết chắc em tôi cũng sẽ đây. Vì có lẽ tất cả yêu của hai ta đã rất chắc. Chỉ là ảo giác những ngày ta giờ đã mà. Cùng bộ cùng vui đồng nghe làm nhà. Có lẽ giờ đây một điều sai em cũng đã biết. Anh yêu bản thân mình không cần nói gì thêm. Quên đi và quên đi và quên đi và quên. Không cần nhau họ vào tên em Shirley now we're strange. Nói về rực rỡ. Tình yêu này để bao
lại viết tay ga lặng trên cõi thế giới. Có lẽ mọi chuyện đây cũng biết đến, bất cứ nơi đâu anh cần đến, quên tất cả những thứ anh cần quên. Bởi vì anh là mây đen, con nước kia của anh ngập ánh sáng. Ta dường như là quá đối lập, nhưng anh nghĩ chẳng dám đối mặt với nên. Bình minh chẳng còn chút nắng, cà phê cũng chẳng còn việc đáng. Cứ đến thêm một giờ đâu tốt, nên là vì những tệ bạc như anh. Để về những cảm giác ngày ấy lại quẩn quanh, quẩn quanh. Gió cho thêm ly và tốt cho em khi mà bước tiếp, không đau buồn nuối tiếc. Nắng lên rực rỡ. Thưa quý vị, Cool Kid với ba chọn từ các huấn luyện viên, thưa quý vị. Yeah, tuyệt vời, xin mời bên trong. I'ma go big. Look what I did. Wow. Wow. 93%. Đầu tiên xin mời B-Ray, người đạp đầu tiên ạ. Em rất là thích bài nhạc của bạn. Bạn rất là sáng sân khấu. Đó là một điều obvious nhất mà tất cả mọi người nhìn vào là thấy ngay luôn. Em thích cái sự tự tin của bạn. Và em thích sự lựa chọn cái bài nhạc của bạn. Bạn rất là sang. Sang và sexy. Em cảm ơn anh B-Ray ạ. Nãy cái nhạc mà đẩy lên cái là tôi chịu liền. Dạ, yeah, bạn thể hiện cái phần rap của bạn cũng rất là tốt. Trước khi mà bạn cho mọi người biết là bạn hát kinh khủng cỡ nào. Sau khi em nghe cái verse rap đầu tiên đó, cái cách mà bạn giữ flow, cái cách mà bạn ăn con beat đó, thì em hoàn toàn bị thuyết phục. And anh muốn đem em về đội của anh. For real. Yeah, đúng rồi, đi về. Tội nghiệp, nhỏ nó hát xong thở quá lỡ. Em ổn không? Dạ, ngay lúc này em không thể ổn hơn ạ. À, không thể ổn hơn nữa, đúng rồi. Đang bồn chồn quá, ba chọn lần mà. Mình có lon Pepsi. Trời ơi, sao tử tế, đẹp trai, dễ thương vậy ta. Mình lấy đường vô lỡ. Hãy cùng Pepsi không calo chảy hết mình cùng Rap Việt 2024 lên này được không ạ? Let's go! Quá trời rồi. Dạ, xin mời Suboy ạ. Có lẽ là ai ở đây cũng sẽ thấy được là bạn hát rất hay đúng không? Và khi mà bước vô mà có bạn mình lên micro nói trước vậy thì chị rất là lo. Chị nói ồ, có phải là một phiên bản thứ hai nữa hay không? Đúng không? Nên cái này là một cái cũng khá là nguy hiểm nếu mà có bạn nổi tiếng nói trước mình. Nhưng mà thật sự là khi vào sâu vô trong bài hát thì mình mới thấy là à, hình như Cool Kid là Cool Kid chứ không phải là cái người bạn đang đứng ngay dưới đây. Anh cảm ơn chị Suboy ạ. Với lại biết sao không? Tại đồng bọn mạnh quá. Đồng bọn tràn vô bên kia hú hét rồi là tự nhiên áp lực cho nhỏ rồi. Nhưng à, hôm nay em chiến thắng bằng thực lực. Dạ, anh cảm ơn. Dạ, mời Big Daddy ạ. Thật ra em nhìn Cool Kid lên trên sân khấu thì em lại hình dung với ông bạn của em hơn. Nhỏ nhỏ và hay đeo kính diễn nhưng mà lại lên sân khấu thì rất cháy. Và cái cách bạn ấy thể hiện giai điệu, cái cách mà bạn làm những cái melody rất là bám beat từ đầu chương trình đến giờ nhé. Đây là một cái bài mà em nghĩ là bạn ấy dùng sample hiệu quả nhất. Như là một ca khúc mới, mọi thứ nó rất là smooth. Không có gì để chê Cool Kid cả. Nhưng mà em phải hiểu, năm ngoái ông anh của em là Ryder, khi mà lên sân khấu á, bạn ấy đã gặp phải rất nhiều những cái chỉ trích. Đó là bạn ấy dùng ít rap. Nhưng mà sau đó thì Ryder đã chinh phục con đường rap Việt và trả lời câu hỏi bằng âm nhạc của bạn ấy. Và sau đó là còn rất tỏa sáng ở Anh Trai C2. Thì ngày hôm nay em phải hiểu là cái ba cái sự lựa chọn này ấy, nó cũng khá là mạo hiểm cho ba huấn luyện viên ở đây. Bọn anh rất là muốn nhìn thấy em sẽ có nhiều rap hơn. Tất nhiên là em đến với đội nào thì sẽ có một cái màu sắc rap của em. Nhưng mà anh nghĩ rằng là em sẽ là một ca mà cộng đồng mạng sẽ gọi là dần dần đấy. Em cảm ơn anh biết ạ. Ý em nói là dần dần yêu thương đấy hả?
Nói chứ khó mà. Thuở ban đầu khi mà mình muốn chinh phục người khác thì cũng sẽ có những cái bước đầu khó khăn. Nhưng mà anh nghĩ không có cái gì trả lời hay bằng thời gian hết, đúng không? Cứ chứng minh em trai nha. Ok. Carrick, vì sao em đắn đo? Thật ra là cái bài hát vừa rồi của Cool Kid là một bài rất hay. Như Big nói là em sử dụng sample thực sự rất là hợp lý cho bài này. Và kể cả đoạn rap của em nó cũng rất là thuyết phục. Tuy nhiên có một cái vấn đề nó nằm ở anh thôi, không phải nằm ở em. Tại vì anh theo trường phái old school, cho nên là những cái em làm nó rất là new school, rất là phù hợp với mọi người xung quanh đây, như Suboy, như B-Ray, như Big. Anh sẽ thuần về rap nhiều hơn, chứ thực ra bài lúc này rất hay. Ok, xin cảm ơn quan điểm rất là rõ ràng của Carrick. Xin mời các vị giám khảo ạ. Ti ơi, em thấy sao? Đối với anh thì melody nó là cuộc sống của anh rồi, nó là hơi thở của anh. Nên là khi mà nhìn thấy một bạn chơi những cái này ra tấm ra món như vậy cũng rất là vui. Tuy nhiên bây giờ các bạn đa năng hơn bọn anh rất là nhiều về cách bọn em tiếp cận khán giả, trình diễn, sản xuất và rất là nhiều thứ về sau này mà ngày xưa bọn anh không thể nào mà có được, tại vì là cứ phải tự học ấy. Anh nghĩ là bọn em sẽ đi xa hơn bọn anh rất là nhiều, và với cái tâm thế là học hỏi như này thì bọn em còn tiến xa hơn nữa, không chỉ ở Việt Nam đâu. Cái này là cái anh luôn nhìn và mong ngóng bọn em có thể làm được. Cố lên. Em cảm ơn Ti về nhận xét ạ. Thực sự là âm nhạc của anh đã truyền ảnh hưởng đến em rất là nhiều ạ. Và anh là một trong những thần tượng lớn nhất trong lòng em từ khi em bắt đầu theo âm nhạc đến tận bây giờ ạ. Sau đó tôi anh rất là Ti được không ạ? Thank you. What about you, F? This is the first melodic rap song here. ครับผมสำหรับผมนะครับผมว่าเขาอ่ะทำให้ผมรู้สึกดีใจมากที่ผมได้มีโอกาสมา Rap Week 2024ครับเขามีรัศมีของความเป็นสตาร์อย่างมากมีรัศมีของความเป็นไอดอลอย่างมากผมเชื่อว่าถ้าเขาได้ไปที่ประเทศไทยสาวๆที่ไทยจะต้องกรี๊ดเขามากๆแน่ๆเลยขอให้เราคิดซะว่าวันนี้ที่ผมมาเนี่ยมันคือการโชว์เลิฟกับเรสเปคกับฮิปฮอปเวียดนามทุกคนแล้วขอให้นี่คือวันเลิฟที่เราจะมุ่งหน้าไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันครับผม Thank you Thank you Thank you That's a big goal together.Xin mời các vị giám khảo hội ý để cho chúng tôi biết là bạn nên về với ai. Dạ, cho em xin lấy ý kiến thì một cái point anh Big Daddy nói cũng rất là đúng là chuyện gì đã xảy ra với Rider từ mùa trước. Thì ở bên team của em lại cứ muốn phải nhắc tới thằng bé Captain hoài à. Thì em đã có kinh nghiệm gọi là tiết chế, điều chế để làm sao cho những bạn như thế này có thể sử dụng nó vừa phải, đúng mực, hiệu quả. So em nghĩ là the best choice here sẽ là em ạ. Sounds hợp lý. Nhưng mà anh đến từ Lady Killer, một nơi mà cả rap và cả melody đều rất là mạnh. Dạ, em cũng là một thành viên của Lady Killer ạ. Can you fail? Can you fail? Nhưng mà nếu mà nói về tương lai của Đông Nam Á thì Suboy đây sẽ có những cái đường lối để dành cho bạn. Hãy chọn Suboy. Này là bên đầu ra em ơi. Đầu ra quan trọng hơn em. Nghe cái từ phấn khởi liền. Đâu chỉ có một mình Su đã từng biểu diễn ở Đông Nam Á hay là ra nước ngoài biểu diễn đâu. Hôm đó Big đi du lịch bên Thái, Big cũng rap ở trong phòng khách sạn mà. Hôm đó Big đi du lịch bên Thái, Big cũng rap ở trong phòng khách sạn mà. Cho em là anh, anh phải cho em là anh. Cho em là anh, anh phải cho em là anh. Cho em là anh, anh phải cho em là anh. Hay á, cái ý cũng hay lắm á. Cái ý đó đáng cân nhắc nha em nha. Cân nhắc để mình từ chối em nha. Ừ. Cái karaoke của Big là chắc chắn là khác hơn cái chuyện gặp anh F-Hero ở show Big Mountain. Yeah. Hey. Hey. Together. Thấy không? Em thấy cái hàng thiệt mạnh nó cỡ nào hay á chứ. Xin mời anh Thái hãy đại diện cho ban giám khảo cho tôi biết giám khảo sẽ hướng bạn Cool Kid về với ai? Rider. Hả? Hả? Rider. Em lên đây em. Em lên đây.
Đây là số Rider, Rider rất cool kid, bạn thân phải không? Dạ bạn chắc không thân lắm anh, tự nhiên tới cổ vũ nhẹ vậy thôi chứ không thân lắm đâu. Em, đối với cuộc thi này, với tất cả những cái thành công của bạn em trước đó thì nó có phải là một cái áp lực riêng của bản thân em hay không? Khi mà một người bạn của mình đứng trên sân khấu này và đã rất là thành công với một bộ âm nhạc đấy rồi thì đấy cũng vừa là một áp lực của em, nhưng mà đồng thời đấy cũng là một niềm hy vọng rất là lớn em ạ. Và em nghĩ đến đây thì em muốn chiến thắng bản thân mình và em muốn biến cái áp lực thành động lực nhiều hơn. Ok. A shout out to Ryder, thank you Ryder. Hồi nãy chúng ta thấy là anh Thái Việt Duy và Ryder có một cuộc trò chuyện nhỏ. Không biết điều đó có làm thay đổi hay là ảnh hưởng gì đến quyết định của ban giám khảo dành cho bạn hay không? Xin mời anh Thái. Anh suy nghĩ team nào cũng ok cho em, nhưng mà bạn để giúp em sức mạnh nhất á, Who Your Tiền. They called it. Xin chúc mừng B-Ray với thành viên tiếp theo, đó là Cool Kid. Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Thực sự là từ vui thì nó không thể nào đủ diễn tả được cảm xúc của mình ngay lúc này, mà nó là rất chi là bùng nổ cảm xúc. Và đây là Cool Kid đến từ DJ House và mình là thành viên của đội B-Ray. Yes sir. Tải VN ngay, xem phim, show, bóng đá, truyền hình trên mọi thiết bị. Gửi Harry thân yêu, đã có trên VN bản thuyết minh và phụ đề. Quý vị và các bạn đang trở lại với Rap Việt. Và tiếp theo sẽ là một thí sinh vô cùng đẹp trai. Cái này là cái dòng sản phẩm dễ thương nè, Cute đều ha. Mời em giới thiệu về mình. Xin chào tất cả mọi người, em xin chào anh Trấn Thành. Mình là Nhật Hoàng. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 24 tuổi. Em là ai? Dạ, em là con của bố mẹ em. Em được đẻ ra ở Đà Lạt. Hôm nay em tới đây để chinh phục tất cả mọi người ở đây. Ok, mời em kể câu chuyện của mình. Hello mọi người, và mình là Nhật Hoàng. Mong muốn của mình đến với Rap Việt năm nay là sẽ mang được thật nhiều thông điệp đến cho tất cả mọi người ở đằng kia đang bị tổn thương hay như thế nào đó, thì Nhật Hoàng sẽ đến đây để chữa lành cho mọi người. Và chữa lành càng nhiều càng tốt, có nghĩa là vô càng sâu càng tốt đó mọi người. Trước đây Hoàng đã tham gia những cuộc thi về âm nhạc, mọi người biết tới rất là nhiều. Hoàng đã chạy theo sự nổi tiếng, tiền bạc. Xong cái Hoàng quên đi mất tiêu là ồ, đây đâu phải là mình đâu. Kiểu nhiều chuyện nó ập lại cùng một lúc, về gia đình, về công việc, về chuyện học tập. Thế là mình rơi vào trầm cảm. Mình không có biết cách nào để mà vực dậy luôn. Cho đến khi có một tia sáng xuất hiện ở đời mình. Đó là anh Si Chen, quán quân Rap Việt mùa 2. Anh ấy là người đã cứu mình ra khỏi cái vũng lầy đó. Si Chen có chỉ cho mình là một bài hát quan trọng là nằm ở cảm xúc, chứ không phải là skill hay trình độ hay kỹ năng, thì nó sẽ rất là dễ chạm đến gần với khán giả hơn. Từ đó mình cũng khai thác lên và trở thành Nhật Hoàng của hôm nay. Hoàng cũng đã ra được kha khá sản phẩm âm nhạc, nhưng mà có rất nhiều bình luận: ôi tiếc quá, bài này hay vậy mà ít người nghe quá. Đó đúng là cái khúc mắc của Hoàng luôn. Lần này Hoàng tham gia Rap Việt với mong muốn là mọi người sẽ biết đến Nhật Hoàng nhiều hơn, nghe nhạc của mình nhiều hơn. Mong mọi người sẽ ủng hộ. We'll be right back.
Con hẻm nhỏ 10 mét vuông, 4 người sống, đa phần là dân nhập cư, thu nhập luôn tầm thường vốn, thiếu thốn về phần vật tư trong nhà, nhưng mà trên bàn nhậu thì không. 4 lít rượu, 3 dĩa mồi, ngày 2 buổi, 1 kỳ công. Thằng Hùng là con út, căn nhà của nó là cao trong suốt. Nó bị cô lập vì chú mi công vuốt. Mẹ làm lao công còn bố giao hàng, bữa cơm nhà nó chưa một lần nào đông đúc. Ngỡ trong khu dè biểu nhiều lần đánh giá, sao mà thằng này trắng quá. Trong khi cần khám khá để được thần thánh hóa, thì họ như người hay đang ngồi xe tàu đánh cá. Sụp đổ hoàn toàn, đến nơi nghỉ lương cũng không có chỗ đàng hoàng. Nằm miếng bán ép mà từ gỗ hoàn đàn. Xin cánh trà hàm răng điều quả trong cái phần nhân luôn kéo nó xuống. Xuống, xuống, sao không thể trở thành người mà nó muốn. Muốn, muốn, mâu thuẫn gia đình trong nhiều tình huống. Luống, cuống, không có ai là sai, công nhận mình đúng. Từng cái tao bấm bụng cho mày ăn, cho mày học, cho mày kiếm được vợ giàu. Không còn thấy tao ngập đầu, không còn thấy cảnh mẹ mày không lương sáng tối lùm rác hay bừng phát ở trong khu chợ lầu. Mày phải nghe lời không được cãi mày đâu. Mỗi ngày bố mày em đều phái mày nhậu. Rồi giờ mày nói mày là đứa hai phai mà tình lâu phải che giấu. Mẹ không chịu hiểu cho con, xem nhà mình không thể ăn một bữa cho ngon. Lo cho con hay quan tâm cho con, mày ngồi đó lo toàn thay vì bên Phật cho con. Tao nuôi mày lớn rồi mày nói tao vậy hả? Biết bao nhiêu tiền xưa giờ tao phải chạy trả. Thử coi từ đầu tới cuối sống mà chạy thẳng vào mặt tao, thằng con trai mà không ai biết vậy hả? Cổ họng nghẹn cứng, ấm ức không thể nói nên lời. Vỏn vẹn 9 tháng, cả nhà chưa ngồi ăn cơm chung thì con biết phải làm sao. Con phải làm sao để lay nổi mẹ. Mẹ nói nhà mình lên thành phố đổi đời, nhưng cuộc đời này lại thay đổi mẹ. Do con bất hiếu, không thể làm mẹ hết khổ. Thương con nên mới sợ con rơi vào vết đổ. Chuyến đò luôn hồi, sao bọn con lại nói hết chỗ. Ba mẹ không thương con. Cuộc đời vô thường luôn kéo nó xuống, xuống, xuống. Sao không thể trở thành người mà nó muốn, muốn, muốn. Mâu thuẫn gia đình trong nhiều tình huống. Luống, cuống, không có ai là sai, ai cũng nhận mình đúng. Con xin lỗi. Con sân nổi lên kèm những tiếng kèn xe kêu inh ỏi, làm con bị mất bình tĩnh. Cho con xin lỗi. Đây là tháng 8, vừa tròn sinh nhật của con. Thôi thì ba mẹ ngồi xuống đây đi, để con đi lấy đồ ăn. Hôm nay có thịt luộc với canh rau muống. Ba mẹ đưa chén này để con với cơm. Em mời ba, em mời má. Nắng chiều soi tan lá, một thìa đâm, hai thìa chén, thoang thoảng hương khói nhang. Rồi ăn xong, rồi em kêu đi ngủ thôi hút hơi. Rồi em mơ, em gặp ba mẹ em trên trời. Xin một tràng pháo tay cho Nhật Hoàng và ca sĩ khách mời Lâm Bảo Ngọc. Chúc mừng em đã có hai lựa chọn từ Big Daddy và Superboy. Yeah, em cảm ơn. Tôi nghĩ là với bài này thì phải có nhiều hơn hai sự lựa chọn chứ nhỉ? Các bạn có thích bài này không? Rick với lại B-Ray đều là dân storytelling, cho nên chắc là họ hơi khắc khe hơn với em một chút. Không biết phải vậy không hả hai anh huấn luyện viên? Dạ thưa anh Thành, thực ra thì em có theo dõi Nhật Hoàng đã lâu và cũng có từng nói chuyện với Nhật Hoàng vài lần. Và lần này Nhật Hoàng đã vượt trội hơn là những cái lần trước và ở một cái level khác hoàn toàn. Em rất là bất ngờ với lại cái delivery. Nói chung là cũng rất muốn đem bạn về, nhưng mà rất tiếc là em đã hết slot rồi. So em rất là vui khi mà chị Superboy với lại anh Big Daddy đã chọn bạn. Và em cũng muốn xem thay anh chị sẽ góp được gì cho bạn. Yeah. Còn Rick thì sao? Dạ, trên Thành, Nhật Hoàng thì em biết bạn này lâu rồi. Bây giờ bạn khá hơn rất là nhiều. Delivery, mọi thứ của bạn rất ổn. Em cũng khá là bất ngờ khi mà bạn làm rất là trơn tru cái thể loại này. Nhưng mà em cầu toàn hơn ở bạn ấy về cách viết lyric. Dạ, yeah. Nói chung là yêu cầu cao hơn chút thôi. Không sao, mình từ từ mình chinh phục của ảnh sau ở những vòng thi tiếp theo. Cho anh hỏi là cái bài này nghe nó cũng trúc trắc ha. Về câu chuyện cũng điện ảnh lắm nha. Em kể sơ sơ cho khán giả từ nãy giờ, nếu ai không nghe kịp cái lyric của em thì cái câu chuyện này chính xác nó là làm sao? Dạ vâng, câu chuyện này chính xác là kể về một con hẻm, kiểu là nhiều người sinh sống. Thì có một cái gia đình là có một cậu bé, cậu ấy là LGBT và cậu ấy ước mơ được gặp lại ba mẹ của mình. Ở cuối bài thì mọi người nghe là em mời ba, em mời má, nhưng mà là em gặp ba má em ở trên trời. Vì tất cả những cái chuyện mà cãi nhau vừa rồi chỉ là ước mơ của cậu thôi.
mọi người hãy trân trọng và yêu thương những người còn ở xung quanh mình. Tự nhiên một ngày người yêu thương không có còn ở trước mặt mình nữa thì nó rất là khó chịu. Và bài hát này nó mang thông điệp như vậy. Khi anh nghe em chia sẻ những điều này, anh nghĩ là cái này nó đến từ quan sát của em nhiều hơn là trải nghiệm của em, đúng không? Dạ, chính xác ạ. Em quan sát rất nhiều, rất nhiều. Anh nghĩ là để viết được những cái lời này thì nó đòi hỏi một người phải có tâm hồn dễ đồng cảm với người khác. Rồi mình nghĩ luôn cho cái chuyện của ông ta thì mình mới nghĩ ra được những cái kết cục như vậy. Rất buồn. Nhưng mà cái kết nó như một cái dự báo thời tiết. Nếu như mình không muốn cái kết nó xảy ra giống như trong tác phẩm thì hãy trân trọng nhau sớm hơn chút. Kiểu vậy. Dạ, quá chính xác ạ. Dạ, đúng là anh chứng thành. Em nhìn thấy gì mà em viết câu chuyện này? Tuổi thơ của em thì em chứng kiến nhiều thứ. Chẳng hạn như cái bài casting của em á, em có viết về gia đình của mình. Em viết về người chị đã mất của em. Gia đình của em có ổn không? Chị đó là chị họ của em. Và chị sống chung với em. Ok. Em cũng là một người dễ đồng cảm với người khác và cũng rất là thích lưu lại những cái ký ức, những cái câu chuyện mà mình đã chứng kiến để em lấy nó làm chất liệu cho nghệ thuật. Và nhắc nhở mọi người phải yêu thương bản thân mình hơn và gia đình mình hơn nữa. Sure. Dạ. Cảm ơn em vì điều đó. What do you think, Mr. F? เมื่อกี้เหมือนผมได้ดูละครเวทีดีๆเรื่องหนึ่งเลยครับต่างกันที่เขาใช้รามแรปเขียนแทนบทละครเวทีซึ่งเขาเขียนออกมาได้ดีมากมากกว่านั้นละครเวทีเรื่องนี้เขาเขียนบทเองกำกับเองและแสดงเองด้วยเหมือนเขากำลังทุ่มเถียงกันกับตัวเองอยู่ซึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นความสามารถเฉพาะทางของเขาและผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นลายเซ็นของเขาที่อยากจะเห็นเขาแสดงต่อไปในอนาคตครับผมโดยเฉพาะการเขียนถึงเรื่องครอบครัวเนี่ยมันทัชใจมากนะครับผมอยากจะบอกว่าไม่มีครอบครัวไหนเพอร์เฟกต์หรอกครับเพราะว่าเราทุกคนไม่เพอร์เฟกต์แต่คำว่าครอบครัวมันเพอร์เฟกต์ที่สุดตอนเรายังอยู่ด้วยกันครับ Thank youI love your status. Yeah. The happiest family is the family that we choose to live with. Thank you. That's a great statement. And Thái, what do you think? Cái bài này anh thấy very powerful. Bên này mình nghe mấy cái bản storytelling á. I feel like that's what music is all about. You know, we turn our pain into something powerful, something that means a lot to us, you know, and I really respect how you came at the song and what you do, you know what I'm saying? Nhưng mà bên này mình nghe mấy bản do the storytelling, you know, talk about, you know, their father and things like that. I feel like that's what music's about. Bây giờ nhiều ta làm nhạc trending or viral, nhưng mà anh hiểu cái ý tại sao người ta làm, you know, whatever the case is, but you keep that real music alive, bro, and I respect that. Yeah. Well, good job, bro. Thank you. Thank you so much. Chúng ta trở lại với nhân viên huấn luyện viên đã lựa chọn. Xin mời Suboy, bạn thấy được điều gì ạ? Đầu tiên là chúc mừng Nhật Hoàng, tại vì những cái nội tâm dằn xé nó rất là khó đem lên sân khấu. Và chị nghĩ là em đang làm công cuộc gì đó để tự chữa lành bản thân mình bằng cái bài hát này, để cho người ta biết là thật sự ở trong mình có cái gì. Chị rất là hiểu cái struggle của em. Chị rất là mong là có thể giúp em trong cái rap Việt 4 lần này. Em cảm ơn chị Superboy. Big. Em biết Nhật Hoàng từ lâu rồi và ngay cả năm ngoái em cũng đã đạp chọn bạn ý, nhưng mà lúc em không hiểu luật là bài hát đã xong rồi thì em mới đạp. Nên là năm nay em rất là muốn chọn lại Nhật Hoàng. Bạn ấy đã có cái sự thay đổi rất là nhiều, từ flow đến delivery, cách nhấn nhả, và anh thấy được cái sự tiến bộ của em. Có một lần em gửi cho anh một cái demo và em muốn anh nghe thử và nhận xét. Anh cũng rất là trân trọng cái điều đó, khi mà một bạn rapper trẻ không ngần ngại để mà anh có thể chia sẻ được cùng em. Anh rất là tôn trọng cái cảm xúc của em cũng như là những cái trong tâm hồn em suy nghĩ, nhưng mà anh muốn giúp em vẫn nói về cái cảm xúc đó, mình vẫn nói về những gì mình suy nghĩ, nhưng anh muốn nói một cách tích cực hơn, và anh rất là mong em về vợ của anh. Cảm ơn Big Daddy ạ. Và bây giờ hãy xem bình chọn của bạn là bao nhiêu phần trăm nhé. Tám mươi tám phần trăm, rất cao. Xin mời ban giám khảo sẽ được ra quyết định. Mời Justin. Với một bạn như này thì bọn anh rất muốn em và những cái gì trong đầu của em ấy, nó sẽ được sắp xếp lại bởi một ngôn ngữ mà nó bớt đi cái màu xám đen, nó bớt đi những cái mà chỉ gây ra sự nuối tiếc ấy. F, can you have a... When you laugh about family, I think you should be go with family man. Big Daddy, Big Daddy. Em với anh Thái cũng đồng ý với cả anh người Thái. Yeah. Big có một cái sự phóng khoáng khá là tự nhiên ấy, để có thể dẫn bạn ấy đi các nơi các kiểu, khuây khỏa đi và viết được nhiều nhạc.
Và chúc mừng em về với team Big Daddy. Anh biết ơi, năm nay anh với em có thể về chung đội với nhau. Em nghĩ là destiny rồi. Và hy vọng là Nhật Hoàng sẽ không làm anh Big Daddy thất vọng. Wow. Quá đã. Ok, hãy chào đón thí sinh tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Hoàng Minh và rap name của mình là MRJ. Trước đây mình có học hai trường nghệ thuật, đó là Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Bỗng một ngày thì bố mẹ mình đổ bệnh thì mình quyết định là mình dừng lại. Và mình đi học xuất khẩu lao động, lo cho bố mẹ ở nhà và dành dụm một cái số tiền để mình thực hiện cái đam mê, ước mơ của mình sau. Những quãng thời gian đấy là quãng thời gian mình cảm thấy là đen tối nhất cuộc đời mình. Rất là may mắn vì là Grab nó giống như là một người bạn tâm sự, nơi mà mình có thể được trải lòng cũng như là nơi mà mình có thể nói được những cái sự thật nhất. Đến vòng chinh phục thì mình có mang đến một ca khúc remake từ bài Giấc mơ tình yêu. Nó là một giấc mơ về một thằng trai với một cô gái, và cô gái đó chính là âm nhạc. Vài câu làm nhớ từ lâu, đây là em AJ. Người là anh đậm sâu vượt qua bao niềm đau, nào far my way. Và từ nay về sau, baby let me know, ta đan tay cùng nhau vì vô cùng anh trong cả thế giới này. Về bồ đề xa, che bầu trời bao la, che ngập tràn hoa lá. Những người nông dân trong sông và núi ca, che là la la la, che chuyện cho ca hát, che anh người ta chất pháp. Em say mê khi nghe anh rap. Và ngày nắng lên rồi mình có bỏ câu chuyện cũ. Đôi mắt em lung linh rung rinh, em xinh không lắng lâu buồn. Dù ta có thất bại là phải biết nhẫn nại, được tuyệt vời sẽ tới. Niềm vui ta loan ngân nga câu ca bên dưới ánh mặt trời. Tình yêu khát khao, hòa mình trong ánh nắng vút cao như đàn chim về. Trọn đời vui nhé em, đừng rời xa giấc mơ. Ngàn vì sao lấp lánh xa xôi đôi tình nhân. Một sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta. Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo lần mấy nào. Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say. Chiếm bao, chắc đã cất lên thành lời tình yêu ngọt ngào mà mình tìm kiếm ở đây sao? Phía bên cái chặng đường nhiều điều kỳ lạ làm ta thao thức cái nỗi nào. Ngoài kia thế giới bao la chờ ta đi ngắm nhìn. Chỉ cần nhấc máy lên thì sẽ đến đón em trên con xe gió. Anh thưởng thức mấy đêm nhiều kiếp cố quên, vui đủ khiến em say mềm. Bình minh trong mắt em hoàng hôn thấy ghen, cảm xúc có dối ren. Giờ nên chúng tôi quen mình đã có em dịu dàng ấm em như dù ở thiên đàng. Cho em chẳng ngay là ngồi mơ màng. Chỉ em thích ăn anh đẹp thêm đàn ta bên nhau ngân nga đôi ba câu ca yêu đương du dương không tầm sao nhá. Giờ lên xe này mình cùng tham quan, phiêu du trong một đời phiêu lãng. Sông chơi nhân ta ngày lang thang lạnh đầy chỉ có sóng gió dập dìu. Chơi nhảy vào chơi này, em chơi nhảy vào chơi này. Anh đã có nhiều nhạc hay và em nói của em là nhạc tây nhạc. Tay nào cầm tay nào, anh đưa em về nhà ngay nào. Yêu như thế nào là yêu, 1 2 3 nhắm mắt lại cùng phiêu nhá. Yêu chưa yêu, yêu yêu chưa yêu, cây này yêu chưa yêu. Bật tay nhạc ta cùng phiêu, cây này yêu chưa yêu. Em yêu anh yêu bao nhiêu, cây này đưa em vào thế giới thần tiên. Về đây với anh, tình yêu khát khao, mình trong ánh nắng vút cao như đàn chim về. Trọn đời vui nhé em, đừng rời xa giấc mơ. Ngàn vì sao lấp lánh xa xôi đôi tình nhân. Một sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta. Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo lần mấy nào. Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say. Nguyện cầu mong sẽ mãi sánh đôi anh và em, cùng giấc mơ tuyệt vời. Nhanh chân tâm nghĩ tôi đến một nơi khám phá vùng đất mới này em ơi. Anh chỉ muốn nói cho ra sao chỉ yêu mình em thôi. Dù xa xôi qua trời mưa rơi, có một gian chuân đam mê để dân lôi. Mặc cái giang trôi người bên tôi, nụ cười trên môi thì yêu lên ngôi chỉ một đêm thôi. Như một giấc mơ tuyệt vời. Xin một tràng pháo tay nữa thưa quý vị cho ca sĩ hỗ trợ The Captain Boy. Let's go. Xin chào tất cả mọi người.
Captain Bobby tới đây. Thưa quý vị, Captain của chúng tôi là một minh chứng rất rõ ràng, là một người đã bước ra từ rap Việt thành công và ngày hôm nay đã được khán giả yêu thương. Chúc mừng cho Captain. Hôm nay trở lại sân nhà với tư cách ca sĩ hỗ trợ thì em thấy thế nào? Trước tiên thì em xin cảm ơn chương trình Rap Việt 2024 vì đã mời Captain đến để làm ca sĩ hỗ trợ ạ. Thật sự là càng ngày chương trình càng thăng hoa, mọi người rất là năng lượng và chúng ta có thêm nhiều thí sinh mới và đặc biệt là chúng ta có ban giám khảo quốc tế. Mọi người có thể shout out vị ban giám khảo mới được không ạ? Cảm ơn em và anh Thành cũng sẽ chúc em lúc nào cũng sẽ được khán giả yêu thương như vậy. Như cách em đã từng chiến thắng ở Rap Việt và cũng chiến thắng ở Anh Trai Say Hi. Và mình sẽ chiến thắng luôn tình cảm của khán giả trong suốt sự nghiệp của mình luôn ha. Đây, em cảm ơn anh Thành ạ. Cảm ơn em. Chia sẻ đó, chia sẻ. Dạ. Cảm ơn em. Ok, hôm nay chưa có huấn luyện viên nào lựa chọn em cả. Chúng ta cần một sự chia sẻ để cho em nó có thể rút kinh nghiệm được không ạ? Em cũng rất là mong muốn được nghe từ tất cả vị ban giám khảo cũng như là anh chị huấn luyện viên. Thật ra thì anh nghĩ đây là một bài hát mà rất là năng lượng, mà rất là phù hợp sân khấu. Và cả em cả Captain đều có cái sự kết hợp với nhau rất là nhuần nhuyễn, cũng như là cả hai giọng của hai bạn, cái màu giọng mà nó rất là support cho nhau. Tuy nhiên thì với cái tình trạng hiện tại là khi tất cả mọi người đã có những cái thành viên cũng khá khá rồi thì bọn anh vẫn cần một cái sự đột phá hơn từ em. Thì ở đây thì anh đang thấy là cả ba verse của em đang hát khá là nhiều và cái giai điệu của nó cũng chỉ là đơn giản là một cái giai điệu pop có tiết tấu một chút thôi, chứ nó cũng chưa có cái gì quá đặc sắc và liên quan đến hip hop hay là R&B cả. Thế nên là mọi người đã khó đưa ra một cái lựa chọn. Em cảm ơn anh ạ. Rất là cảm ơn chia sẻ của Big Daddy và anh hy vọng là mình sẽ take it easy. Tại vì còn trẻ mà, đúng không? Chắc chắn là em sẽ còn nhiều chặng đường phải vượt qua nữa và hy vọng là em sẽ có một trải nghiệm thật đẹp với Rap Việt năm nay. Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Emoji! Sau chương trình này thì mình sẽ học được rất là nhiều điều từ tất cả các anh chị và mọi người ủng hộ mình nhá. Thật sự, đây là Emoji. Hạnh phúc bị đánh cắp. Phát sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VN. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Thưa quý vị, hiện nay Bill Ray của chúng ta đang full 8 slot. Team Big Daddy cũng full 8 slot. Chỉ có Karik và Superboy, mỗi đội đang có 7 slot. Chính vì vậy, mỗi người chỉ còn được một lần nữa để mời thí sinh về với đội của mình. Nhưng đây lại là thí sinh cuối rồi. Bây giờ hãy chào đón thí sinh cuối cùng. Hey yo, what's up Rap Việt? What's up Rap Việt, tên mình là Đào Huỳnh Thành Đạt. Rap name của mình là Billy 100. Sở trường của mình là Battle Freestyle. Mọi người ấn tượng mình giống như một người đi trước, đó là anh Black Ca đặt cho mình một biệt danh là Black Ca Con. Lúc mà mình mới bắt đầu thì gia đình mình không ủng hộ, sợ mình sẽ bước phải những cái bước đi sai lầm trong cuộc đời. Và mình quyết định dọn ra ngoài tự lập. Trong thời gian đó mình cũng nhận được một tin là mẹ mình bị bệnh, bị ung thư giai đoạn 2. Mình có sáng tác một bài về mẹ, chỉ muốn mẹ mình nghe được và chấp nhận cho mình bước đi trên con đường này để mình có thể đồng hành cùng với mẹ. Tình cờ là mẹ nghe được và đã hiểu hơn cho mình. Với Rap Việt năm 2024 thì mình sẽ mang một bài hát với sample là Lắng Nghe Con Tim. Mình muốn mọi người hãy học cách lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn, cùng enjoy nó và nhún nhảy theo mình nha. Chào em. Dạ em chào anh Thành. Em là người cuối cùng rồi và anh chúc em sẽ làm bùng cháy sân khấu của Rap Việt năm nay. Mời em. Yeah.
anh sẽ đưa em đi như Beyonce và Jay-Z. Ngắm nàng trong buổi chiều nắng vàng, anh muốn gọi em là my baby. Anh như con người hoang đã bị đứt cương, gặp em lần đầu tiên anh đã vấn vương. Vì yêu em nên anh sẽ bất chấp, tên anh đi anh không phải người bất lương. Ayo, nếu em không ngại lên con xe dream, anh sẽ chở em đi qua hết những giấc mơ. Đối với anh em là sự ưu tiên, nhưng mà liệu em có tin một chàng rapper? Nói mà không làm thì hơi vô duyên, nhưng mà tình cảm trong anh đó là vô biên. Say hi với em ở trên vô tuyến, anh muốn nói với em là hey baby baby, xin nguyện trao tình yêu đến em, vì vòng tay người trong em ai. Yeah yeah. And baby don't worry, trong tim anh em là người duy nhất, không để em đi mất, vì anh muốn nói với em thật nhiều. Nếu như không vui thì em cứ việc call me, từ quận 1 cho tới quận 12 anh sẽ đưa em đi. Nếu như không tin thì em cứ việc xem đi, trong đôi mắt người đang yêu thì Sài Gòn cũng trở thành Paris. Gọi cho em một cú từ tổng đài mobifone, xây dựng một căng thẳng mơ mệt như Panadol. Alo John Billy đang gọi em ở trên Vion. Yeah come on, yeah come on, yeah come on. Hãy lắng nghe con tim này, hãy lắng nghe con tim này, bao nhiêu thứ là tâm để trao về anh nó. Hãy lắng nghe con tim này, những khát khao mê say này, bao tiếng yêu đang đong đầy trao người. Trong suốt cuộc lao động như sao bao ước mơ bao hồi bao vẫn còn chưa say. Anh bắt đầu từ đâu đó, bắt đầu thời gian có năm gần nếu mang từng chu cây. Từ không đến 100 và còn nhiều hơn thế nữa, anh muốn tất cả nằm trong tay. Cố gắng từng ngày đến như hôm nay, không có thứ gì làm anh lung lay. Mỗi ngày trôi qua đều là một thử thách mới nên anh phải làm việc hăng say. Trong phòng tù 24/7, all day, all day, all day. Anh chỉ muốn nói baby đừng lo, rồi một ngày sẽ trở nên giàu có. Mình sống một cuộc đời tự do, không để cho những âu lo cái gò bó. Tránh xa hết thị phi, sẽ không làm cho ai chú ý. Em là nàng thơ, anh là thi sĩ, hai ta là một đôi mà mọi người yêu quý. Mình chúng ta sẽ luôn có đôi, vì trái tim là yêu em mất rồi. Em là vì sao sáng trong anh, em là vì tự tốn mong anh. Ay ay, em luôn là tiếng nắng trong anh. Người ơi lắng nghe con tim này, hãy lắng nghe con tim này, hãy lắng nghe con tim này, bao tiếng yêu đang đong đầy trao về anh đó. Hãy lắng nghe con tim này, những khát khao mê say này, bao tiếng yêu đang đong đầy trao người mãi mãi. Billy 152 hết thưa quý vị. Quá đáng yêu rồi, đúng là 100 thì là 100% công lực. Yeah. Yeah, đây xứng đáng là một tiết mục kết lại vòng chinh phục đúng không ạ? Cảm ơn 52 hết. Thank you. Xuất sắc. Xin mời các vị huấn luyện viên ạ. Dạ thưa anh Thành, bạn này lên sân khấu em nghe cái dòng phân thì em đã khá là thích rồi. Khi mà bạn switch beat thì em thấy bạn có thể đóng được nhiều vai ấy. Quan trọng hết là em thấy bạn khá là hoạt hình, em có thích coi phim hoạt hình không ta? Dạ em có. Rồi về đây với anh luôn, hợp luôn em ơi. Anh là thánh anime manga đây, về đây với anh sẽ làm cho em hoạt hình hơn. Dạ em cảm ơn Kairik. Dạ mời B-Ray. Em biết Billy trước đó rồi. Billy thì em biết nó không có cute như này. Người ta đa dạng. Rất là bất ngờ khi mà gặp Billy ở đây trong một cái màu nhạc mới như thế này. Nếu như mà em đã vượt qua khỏi cái giới hạn của mình như vậy thì anh cũng sẵn lòng mang em về. Quan trọng là bạn này cực kỳ tự tin. Đúng. Yeah. Anh cực kỳ thích những thí sinh lên đây không chỉ là để thi hay là để chứng minh, mà trước tiên em phải enjoy cái tiết mục thi của em cái đã. Tại vì nếu mình không enjoy nó thì không cách nào mình làm cho mọi người enjoy được. Với anh đó là điều đầu tiên mà mình nên làm được. Dạ yeah. Biết đặt Thảo Mai ạ. Thảo Mai ạ. Em hết slot rồi, nhưng mà tiết mục cuối bạn ấy trình diễn làm cho mọi người rất là rung. Và em rất là thích mấy cái điệu nhảy của bạn ấy, rất là dễ thương, đáng yêu. Đến với Rap Việt mùa 4 em đã thay đổi rất nhiều. Và cái bài hát của em nó rất là năng lượng, nghe kiểu như là một bế mạc cho vòng 1 này. Khen nâng, khen nâng, khen nâng. Yeah, xứng tầm một tiết mục ao đúng không ạ? Dạ em cảm ơn anh Bích. Xưa thì không được như Lee là biết em từ trước, nhưng mà thật sự là như vậy, cái ấn tượng đầu tiên á, nó mới rất là
mãnh liệt. Cái này nói lên cái điều rất là lớn về em, tại vì thường rapper người ta hay kẹt vô cái mảng tối rồi ngầu rồi đầm, thì em là chơi ngược lại và rõ ràng là em đã bỏ túi để cho những vòng sau. Thank you Su. Dạ em cảm ơn chị Su. F Hero, how do you think bro? ผมเคยคิดว่าผมเป็นคนหนัก100กิโลที่เท่ที่สุดในโลกวันนี้ผมคิดผิดแล้วครับเพราะคนที่หนัก100กิโลที่เท่ที่สุดในโลกคือคุณครับ Let go Let go Thank you bro. มันมีความประทับใจเยอะมากเลยเพราะว่าเราเป็นคนน้ำหนักตัวเยอะเหมือนกันเนี่ยครับซึ่งผมรู้เลยว่าผมมันไม่มีทางทำอย่างเขาได้แน่นอนปกติแล้วคนที่เป็นแร็ปเปอร์กับคนที่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เนี่ยมักจะไม่ได้มาคู่กันแต่เขาเป็นทั้งแร็ปเปอร์ที่เก่งมากและเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่เก่งมากด้วย Thank you Thank you bro การมารายการ Rapway 2024นี้ผมได้ดูโชว์ที่ดีมากหลายๆโชว์แต่โชว์ของคุณทำให้ผมรู้สึกคุ้มค่ามากในการมาเวียดนามครั้งนี้Em thiệt 100 ký hả? Dạ đúng rồi anh. Bài này cũng mainstream pop. Cái này không phải cái bài anh bình thường nha, nhưng mà anh biết em có tài năng, em biết hát, biết rap, cái flow, cái melody cũng hay. Ai chỉ em nhảy vậy? Em nhảy hay á, tự tập hả? Dạ đúng rồi anh, em có tập với một bạn dancer ở trong nhóm. Oh okay, that's what's up, that's what's up. You kind of remind me, you know Big Boy, em biết you know Big Boy không? Dạ em biết. Nhưng mà anh thấy em dáng hơn you know Big Boy. You know rap hay nhưng mà anh chưa có bao giờ thấy nhảy. You boy ơi, nghe không? You know biết nhảy không? You know. Ủa, you know dưới kìa. Go nhảy, go, go, go. You know, yeah. You know, you know, you know, go. Yeah. You know, you know, you know, go. Hát nhau kìa. Mở là cái beat này em rap vô đâu nhảy. Trời ơi, coi thường em tôi đâu có được. Nhạc à. Hãy lắng nghe con tim này, những khát khao mê say. Oh, you know Big Boy. Thank you em, thank you em. Quá dễ thương rồi. Có ai vậy, bà nào cười vậy? Tôi nè. Bà Su hả? Em sao dễ cưng, sao phấn khích giữa giận như em tối rồi sao dễ cưng? Em phấn khích giùm bạn. Hình như là bữa nay đi có mẹ theo ủng hộ phải không? Dạ đúng rồi anh Thành. Đúng không? Dạ em muốn tâm sự với mọi người một chút là từ lúc mà em bắt đầu chơi nhạc rap thì em không có được gia đình ủng hộ. Nên là ngày hôm nay em quyết định là mời mẹ em và em gái em lên trên hội trường ngày hôm nay để có thể xem em trình diễn. Để mẹ em biết là em đang làm cái gì và đang hoạt động như thế nào. Dạ chào chị. Mà sao chị không ủng hộ bạn vậy? Chị có cái lý do gì riêng không? Tại vì lúc bé nó đi theo cái nghề này á thì lúc nó còn nhỏ quá. Nhà thì không có ai theo cái nghề thì mình thì muốn là bé nó phải theo cái nghề của mình. Chị làm công việc gì? Dạ em bán xe nâng với lại em làm bù lon ốc vít. À. Mà bé thích cái nghề này quá rồi cũng giận lẫy rồi cho đi ra ngoài ở. Nói chung là cũng không có ủng hộ, cũng chưa tin tưởng lắm. Chị biết không? Dạ. Dĩ nhiên là Thành cũng không có dám gửi lời khuyên gì cho chị. Nhưng mà em nghĩ rằng cái thuyết phục lớn nhất dành cho chị là đôi mắt của chị. Sẽ có nhiều cái nói dối được nhau, nhưng mà những gì xảy ra trong mắt của chị sẽ không nói dối chị được.
là chị sẽ thấy con chị đã làm gì, ở đâu, và nơi đó mọi người welcome, tôn trọng và dành cho bạn tình cảm tương lai như thế nào. Có thể trước đây mọi người sẽ nghĩ là công việc đi hát sẽ rất là bấp bênh, không kiếm được nhiều thu nhập. Nhưng mà chị thấy là bạn như một ngôi sao để kết lại một cái show lớn như vậy và cả nước xem. Và ở đây có rất là nhiều những người đã thành đạt, đã nổi tiếng, rất là thành công. Cho nên em nghĩ là bất cứ công việc gì, chỉ cần mình làm giỏi cái công việc của mình thì cái đó nó mới là nghề. Dạ, đúng rồi. Dạ. Em xin phép chút ạ. Dạ, em cũng là một người như chị nói về bạn. Một mình em theo một cái nghề hoàn toàn khác với cả họ hàng. Mà ngày xưa em cũng không có một chương trình như Rap Việt này để em chỉ cho bố mẹ em là đấy, anh này anh kia đã từng không có gì mà thành công như thế, để em nói với bố mẹ em yên tâm. Và em cũng đã từng có những cái động thái rất là gắt gao vì em khao khát được làm nghề. Thì em tin là bạn ấy sẽ có một cái góc nhìn tốt để bạn ấy tiếp tục được với nghề, và bạn ấy sống được tử tế với nghề đấy nếu mà bạn ấy có đủ khát khao như em. Cảm ơn Ti. Cho chị thêm ví dụ nữa nha. Như em, dòng họ em cũng có ai làm nghệ sĩ hết. Dạ. Hồi xưa ba em thổi túi ni lông giao hàng ngoài chợ, má ở nhà nấu cơm. Và đùng một ngày nào đó ba em phá sản, nhà em lâm vào cảnh không còn đường thoát, bán hết nhà cửa. Và em đã từng ở trong một cái cảnh là không biết ngày mai gia đình mình sẽ ở đâu. Và lúc đó vô tình trời thương em đi làm MC, để hôm nay em đứng đây nói chuyện với chị. Yeah. Cho nên chị hãy yên tâm là cái gì mà thuộc về ai đó, có lỡ cản lắm thì người ta cũng cố gắng ta tìm đến nó thôi. Mình có thể cản con mình hình thức bên ngoài, chứ làm sao chị cản được trong tâm hồn. Thí dụ đi bán bồ lon con tán, nhớ đó rap mình chị làm gì. Nhưng mà nếu làm rap thì có thể bán thêm bồ lon con tán. Cho nên là thôi, cứ để làm gì mình thích trước, rồi sẽ làm cái gì chị thích sau. Dạ. Yeah. Yên tâm nha chị yêu dấu. Dạ. Con gái em, con tên gì? Con tên Phương. Con thấy anh con rap hay không? Con có mê anh con rap không? Không hả? Ủa sao vậy? Sao vậy? Ủa sao không mê? Tại sao không mê? Con chưa mê hả? Ừ, thôi em về em chinh phục khán giả khó tính này nha. Nhiệm vụ của em đó. Ừ. Ok. Chuyện gia đình ta gạt sang một bên. Bên chọn của khán giả là bao nhiêu? Xin mời. Yeah. 91%. Cao chấn động. Và mời ban giám khảo cho tôi biết anh ta sẽ về với đội nào. Về năng lượng và cái khả năng hoàn thành bố cục bài hát, bọn anh không có gì để chê. Dù em có về với bất cứ ai ấy, hãy làm được cái gì mà họ muốn tốt cho em nhá. Và đó là anh tin Carrick. Xin chúc mừng bạn đã về với team Carrick, và đây cũng là thành viên cuối cùng của team Carrick. Xin chúc mừng. 1, 2, 3. Ayo. Và mình tin là combo Billy 100 và Carrick sẽ siêu cuốn như là bánh lace. Cuốn ơi là cuốn. Xin một lần nữa chúc mừng cho team Carrick, đội cuối cùng full slot ngày hôm nay. Như vậy là chỉ có Suboy là còn thiếu một bạn. Vì vậy Suboy sẽ xem lại tất cả những bạn đã tham gia dự thi và hãy chọn ra một bạn thí sinh ấn tượng nhất để chúng ta dùng quyền giải cứu và mang bạn đến với vòng tiếp theo. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng xuống với sân khấu để chúng ta cùng chào tạm biệt mọi người nào. Xin mời. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi sẽ được khép lại vòng chinh phục của Rap Việt 2024 ở đây. Chúng ta đang theo dõi Rap Việt 2024 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty V Channel thuộc đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Đón xem chương trình vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel và siêu ứng dụng giải trí Beyond. Beyond là siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, thể thao và truyền hình phù hợp nhất với người Việt. Tải ngay Beyond để xem show Rap Việt 2024. Beyond không thể rời mắt. Chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình năm nay, Pepsi không calo, thêm chanh thêm đã.
Chúng tôi xin cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Lay's Snack khoai tây số 1 thế giới. Rap Việt có Lay's, cuốn ơi là cuốn. Xin được cảm ơn đơn vị chính thức đồng hành cùng với chương trình, đó là Mobifone 5G, tốc độ nâng tầm trải nghiệm. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn Warner Music Việt Nam, đơn vị tài trợ thu âm và phát hành độc quyền bản ghi của Rap Việt 2024. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình đến giờ này. Còn bây giờ, hãy dành tràng pháo tay cho Big Daddy. Superboy Garrick, B-Ray, Thái Phích Chi, Chester D, F-Hero, and the Hotel Lobby. Yeah! Và chúng tôi là Rap Việt 2024! Khép lại vòng chinh phục, cả bốn huấn luyện viên đã chiêu mộ về team những chiến binh vô cùng sáng giá. Huấn luyện viên Carrick, Big Daddy và B-Ray đã sẵn sàng bung chất với 8 chiến binh. Tuy nhiên, Superboy cũng không kém cạnh khi mở lối đi riêng với 7 thành viên. Đợt tiếp theo, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với Rap Việt. Đây là vòng đối đầu của team Big Daddy. Và khách mời lần đầu tiên đến với Rap Việt, Hiếu thứ hai. Ngày hôm nay Big Team sẽ mang đến cho vòng đối đầu 4 phép tính ạ. Lại training nữa rồi. Lỡ em biết hồi sớm em hơi lỡ lời, gáy hơi to. Ôi giời ơi, mạnh miệng lắm mà. Đây là bài có tính replay rất cao. Và đây lần đầu tiên em thấy cô Di nhảy cũng 1-9-1-10 với lại tăng rang to không thua kém đâu ạ. Em cảm ơn thầy ạ, em cảm ơn thầy. Xin chúc mừng Big lại một lần nữa. Ghi một cái dấu ấn kinh khủng gì đó trong break rồi. Ghê đấy. Em muốn bày tỏ tình cảm là em yêu tiểu rùa. Left hand thật sự quá hay. Ta đang sẽ hiểu thứ hai. Em thấy là năm nay mọi người rất là chịu nhảy anh. Dạ, mọi người nhìn em nhảy thôi, mọi người không thể thua kém được ấy. Em còn nhảy mà ai bảo nhảy. Thắt lưng thắt liếc thứ quất kinh đảo. Ôi. Bạn ấy là một cái người mà nhìn như vậy nhưng không phải vậy. Em có một cái sự tự tin mà nó toát ra và tất cả mọi người có thể thấy được điều đó. Bạn này lại hại lắm mới coi chừng nha. Ai sẽ là người đi tiếp và ai sẽ phải dừng lại? Big Daddy sẽ là người quyết định. Mời em. Thật ra đây là cái phần mà em ghét nhất của chương trình. Anh nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ đi cùng nhau tiếp, chứ không chỉ là ở trên con đường Rap Việt này. Mặc dù là ngày hôm nay thì sẽ chỉ còn một người đi cùng với anh nữa thôi. Anh sẽ chọn tôi vừa dứt câu yeah. Yes, sir. Thì có người rút nón. Đấu xem Big Daddy team thiếu nữ sẽ khai hỏa vòng đối đầu Rap Việt 2024 vào lúc 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 và siêu ứng dụng giải trí Vion. Pepsi không calo, thêm chanh, thêm đã. Rap Việt có Lay's, cuốn ơi là cuốn. Mobifone 5G, tốc độ nâng tầm trải nghiệm. Cẩm tú an ninh đã có trên Vion, bản thiết minh và phụ đề. Thất giả tuyết đã có trên Vion, bản thiết minh và phụ đề.